Trước tình hình diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên biển, những ngày qua, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã thường trực quân số, đảm bảo thông tin liên lạc để kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng tìm nơi trú tránh. Bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hiệu để kêu gọi và ngăn cấm không cho tàu thuyền ra khơi, Bộ đội Biên phòng thành phố đã phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương kiểm tra rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập úng trên địa bàn để tham mưu cho địa phương tiến hành gia cố, khắc phục, tham gia kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc kịp thời di dời nhân dân đến nơi an toàn. Tính đến 9 giờ sáng nay ngày 18 tháng 10, Đà Nẵng còn lại 16 phương tiện trên 162 lao động đang hoạt động trên biển, trên tổng số 1.230 phương tiện trên 8.365 lao động. Các phương tiện trên đã nắm được thông tin về áp thấp nhiệt đới và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, địa phương và gia đình.